Xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người hôm qua thì cháu lên đây không khí ở chỗ Sìn Hồ này so với ở Hà Nội thì nó chênh lệch nhau cỡ khoảng 5 độ nhỉ. Hai anh em đều không mang áo rét, hơi chủ quan nên là tối qua lạnh là hai anh em đều ho. Hôm qua bị bóp cổ, người có mũi. Đấy, bị virus nó bóp cổ chứ. Bị ho mọi người ạ. Nhưng mà không sao, mình là thầy thuốc mà. Thì nói chung là cháu đã hái lá cây để hai anh em nhai sống rồi, chắc là khoảng độ tầm nay mai cẩn thận đi em ơi, nay mai là khỏi thôi mọi người ạ. Thì hôm nay cháu lại quay trở lại đây để giúp đỡ gia đình em cô xây nhà, cũng như là tác động tâm lý đến người bố, chắc là cũng sẽ phải lâu đấy, vì ông này ông nghiện rượu mà gần như là bây giờ là cái đầu ông bị rượu điều khiển rồi. Để hôm qua thì anh đang đứng đây thì ông đến ông xin bảo cho xin ít tiền mua gạo. Anh là tôi chịu rồi, bây giờ ông không đi làm mua gạo, ông cứ chờ người khác đến ông xin thì chết. Bảo ông lao động luôn, tôi giả đúng không? Đúng rồi, sức dài vai rộng mà không làm để lấy tiền mua gạo cứ đi xin thế thì không được. Thì xong còn xin người cháu tiền để làm cái máy ngói, thì cháu có nói là cái tiền làm máy ngói so với cháu thì nó cũng không đáng kể gì cả, nhưng mà phải có điều kiện, tức là anh phải thực sự là thay đổi, yêu vợ thương con chứ khó làm việc. Thì bản chất khi mà ông ấy yêu vợ thương con làm việc thì cái tiền mà làm máy ngói đấy cũng thừa sức ông làm đó. Nhưng mà mình cũng nói để cho họ có động lực, không biết là lời nói và hành động nó có khác nhau nhiều không, nhưng mà từ trước đến giờ cháu và bạn Phúc đã trải qua rồi thì gần như là những gì ông nói thì không đáng tin lắm. Nhưng mà thôi, mình cứ cố gắng tạo một cái tích cực, mình cứ thử tin lần này xem sao. Bây giờ cháu và Phúc ấy vào kia đánh xi vữa cùng với cả đồng chí bố với đồng chí em của em cô. Thì hôm qua ông bảo mình là cán bộ nhiều tiền không biết làm gì, bây giờ mình sẽ làm xem là có biết làm gì không. Giao khỏe đấy. Ta nói cũng nói, nó một mình nó cứ nói thế thôi. Nó như cô này ý thì. Tí đào một lần, hai lần nữa. Để nó xì lên vào đất đấy. Đấy, cô đang nhìn anh Hậu làm mà. Tắt cái nhà cái bản quyền to em ạ. Tập cho bản quyền vỡ mồm. Này thì sàn này. Này thì nhà cái lao động mà. Đào một lần nữa. Anh Hậu cũng biết làm cái đùa đâu. Phải làm cái có tiền mà tiêu chứ. Có đúng không? Bỏ cái thằng này làm này. Bỏ cái này anh chỉ đạo đấy. Thế nào nó chế nào kia nó thăng này. Chán này. Nó làm này nó biết làm này.
Được đấy, chuyên môn đấy. Đây là chú bác giới. Đây là vổ đất. Chính ra anh Hậu làm chiêu này, chiêu thức này là em chưa được nhìn thấy bao giờ đấy. Chiêu thức này trong gọi là trong đây là chiêu của cán bộ đi xây nhà bộ. Được. Thôi đi múc nước đúng không? Múc nước tưởng có đường ống à? Không có. Không có, phải đi múc. Đây mọi người xem tư thế gọi là bồ cào của chú bác giới. Hôm nay này Hậu sẽ gọi là ra tay. Hôm nay là chưa ai mà chưa biết về gọi là xây cát các kiểu đúng không anh? Hướng dẫn luôn đúng không? Cô nói sao nào? Cô Campuchino. Các kiểu luôn. Đủ các tiếng luôn. Nói phát là phải thuyệt cái anh à? Không cho luôn anh thấy không? Không cho hiểu luôn. Không cho hiểu luôn, làm sao mà được hiểu được? Không hiểu nha. Năng suất luôn. Đây, Giao đang cuốc còn bố vừa làm rồi hai nhát vào thức làm nghỉ độ 2 tiếng mà. Xong rồi lại ra cuốc hai nhát chắc lại vào nghỉ tiếp. Ôi thế thì tính ra ấy nhỉ, ngày kiếm 500 cũng cũng nhàn. Nói chung là cũng nhàn đó. Thì đây là gọi xin thế bò làm không hay làm 2 phút rồi. Đấy, ngồi hút nào thôi. Là cuốc hay cuốc. Nước đấy có sạch không cháu? Sạch đâu. Hả? Không sạch thì mà cho vào bữa nó ấy sợ nó hỏng bữa ấy. Nếu nước ở dưới kia nước trong ấy có được không? Trong. Nước này nó hỏng bữa bởi vì nó nước nó đục nó hỏng ấy. Hỏi mẹ anh thợ. Không hỏng à? Anh thợ bảo không hỏng à? Anh thợ bảo múc cái đấy làm múc cái đấy. Tắt thì phải lấy nước trong lấy nước bẩn này là hỏng hết bữa. Nó chát lên nó mục cái tường ra ấy. Nó phải xuống suối lấy à? Xuống suối đường nước này có nước vào không sao? Đường này có nước không? Có nhưng mà bây giờ học sinh đang dùng ấy. Học sinh đang dùng. Học sinh á? Kiểu sinh trường cấp 2 à? Chạy qua đây à? Chạy qua đây. Bây giờ mình lấy một ít xong rồi mình lại cắm lại giả với cái gì đâu. Cũng có ai cũng dùng ra. Hả? Rồi quan trọng gì chứ đừng lấy cái nước đấy nó hỏng chưa thọ đây, mình cứ lấy xong mình lại giải ra đấy. Đây, chúng ta mình lại cắm vào vướng gì gần, đúng không? Đấy, nước này trong này. Nước này nó mới lấy cái nước rượu nguy hiểm đó, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nước này. Nước này là mới tốt. Nhưng không có cái đoạn ống ở lối vào ra hẳn chỗ kia mình đã phải xách à? Có không cháu?
Ừ thế lấy ra đi. Mình lúi đây. Bố. Bố. À gọi bố à? Bố. 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 Bố giờ này thì bố phải hút hết đứa chắc nào nghỉ 2 tiếng nữa bố mới làm. Cho lấy lại đống đây cho chú nhá. Lôi thẳng ở kia đó phải đấy. Nhá. Mình tiết kiệm cái đấy. Công lực à? Rồi sách công ở đây. Đúng rồi. Nước trong luôn. Đậy đây, sách ra đây xong gọi bố đi. Má. Ừ. Chơi nhau. À. Đấy, bây giờ là Giao đang bảo bố lấy đường ống để đấu thẳng ở kia làm vữa bởi vì là cái đường mọi người nhìn cái nước đục như này mà nước này có cả phân do nữa. Phân do để bón lúa ấy, nó sẽ rất là không tốt cho cái chất lượng vữa. Cái nước đục này, nước bẩn này mà đi làm vữa nó. Lấy em ống nước đây. Anh múc cái đấy được không? Hả? Múc cái này. Nước này không được, nước bẩn. Nước này bao nhiêu cho đủ? Lấy em đoạn ống nước ở đây. Mày nhanh lên. Khẩn trương. Ôi giời ơi. Xây nhà mà đi nhìn vô vỏ này. Đấy, mọi người ơi, sau khi mà đồng chí bố bố em tên là gì sao nhỉ? Anh tên là Sang à? Đấy, sau khi anh Sang ngồi hút 3 bi thuốc lào ngồi nghỉ 2 tiếng với cả làm vài động tác thì anh lại quay trở lại đánh vữa tiếp. Anh đánh được khoảng 15 phút anh lại nghỉ tiếp à? Đánh 15 phút xong lại ra làm 3 vi thuốc lào thôi mà. Lên nhà làm cốc rượu xong rồi xuống làm tiếp. À. Thích làm không làm thôi hiểu không? Ngày thế tính ra ngày làm 3 tiếng mà được 5 lết thì lương cao phết nhỉ. Cao hơn. Lương. Sao đây? Đấy, ngày mà làm 3 tiếng được 500 là lương cao hơn anh em mình quá. Hiểu không? Lương cao. Lương cao tôi làm cả tháng rồi ấy. Mọi tháng bảo tôi sắp tới. Vào 1 tháng ấy. Một ngày làm 1 tháng. Bay hết nước xi ra ngoài kìa. Thiếu nước hả? Nhiều nước này. À nhiều nước à? Không đánh cả cái chỗ ngoài vào là không thiếu đâu mà. Kiểu là tí nó khô hết, kiểu là làm một thể thì nó khô hết thôi. Ừ. Kiểu nó chảy ra ngoài. Hôm nay chát à, chắc phải mấy hôm mới xong nhỉ? Chắc 2-3 ngày. Chờ 2-3 ngày đó em phải chát cái này dậy. Cái tiếc kia mà mình đang tiếc kia đang chưa dùng bê ra đây xong rồi tối dẫn đầy tiếc để hôm sau đánh vữa đỡ phải ấy. Tối cho nước chảy vào tiếc để tiếc sẵn ở đây mà dùng này. Ừ, bịt cái đít tiếc lại. Ê, em cầm cho anh nhỉ, anh em vác tiếc ra. Nhưng mà có cái van đi nhỉ? Chưa đủ con tiếc này có van không chú? Chưa có van đâu. Bây giờ tí mình ấy van nữa thôi. Thế phải đi mua à? Thế phải cái này vặn. Không nhưng mà phải có ống ở đít đấy. Ừ biết rồi. Nó có thì mình lấy cái ống xuống hoặc là mình lấy cái gì vặn vào được. Thì đâu thì tép mới mà. Khi nào mình bê lên lóc thì bắt đầu mình mới lôi ống chứ. Bây giờ mình ấy chữ ống dẫn. Thế bây giờ để nó bỏ. Sang ơi. Cái ống để bận mà cái đít tiếc là chứ. Phải mua riêng á. Thì tí ông đấy không mang đến đâu. Tí ông không mang cái đồ sang đây là không có một thứ. Báo ông ấy ở đây cái thằng này nghịch cái dãy thôi. Rồi mua cái đít tét xong bắt đầu là mình dẫn nước ở đây để mình chát đấy. Đâu để đi sách.
Ừ, tí anh em đi mua nhá, cái ống để mua tạm ống với cả cái van để dẫn nước vào đây này. Mình đi đánh bữa mình không phải nữa. Tí anh em đi mua. Lắp tạm thôi. Em quên mất sáng nay. Đây cái. Nhưng mà ở dưới xã bán hay thì mình phải lên huyện. Ở dưới chắc là đi tiếp. Tiền bà. Dưới xã có không nhỉ? Dưới xã còn cái nó có bán cái ống để vặn nó đít tét không anh? Hay là phải lên đít tét xe lèng đúng không? Ba này có là thằng hồng nó có. Thôi tí lên một thằng hồng mua vậy. Nhưng mà cái ống ở cuối là phi bao nhiêu anh có không nhỉ? Ra bên kia nó có đầy đủ mà. Ra chỗ ống nào nó biết đây mà. Cứ bảo test 1000 là họ biết. Đúng rồi, biết rồi, biết mà. Đâu đi. Không ra mê. Không thì cất đi. Đi ra ta phải đo được cái phi này để mình còn mua. Không, ra hàng rồi, biết. Đây là tới 1000. Ra là biết. Vấn đề là cái phi của cái ống này này. Phải lấy cái thước đo. Đo cái phi này để tí lên huyện mua cái ống mình lắp. Thước đo ống, à đo kệ, kệ kệ, kệ ông ấy. Bây giờ đo cái phí đi mua. Đây là ông 21 này. 21, còn đây là năm 40 mấy đến 47 á. Đúng rồi, đây là 47. Ông 21 với ông 47 em nhé. Rồi. 21 với 47. Đấy, xong rồi mình mua phi với cút nữa. Ok. Đấy, mọi người ơi, hôm qua thì nhà chưa có cái khung rầm để làm mái, mà hôm nay là đã làm xong rồi. Đấy, các anh thợ làm rất là nhanh. Đã có khung sắt. Chiều nay là bắn mái tôn đúng không anh? Nhanh nhỉ. Thợ làm như máy luôn. Vâng, làm quá nhanh mọi người ạ. Đấy, chiều nay là thành gọi là thành hình một ngôi nhà đấy. Nhưng mà có mưa thì mình vẫn ở trong nhà mình chát thoải mái anh nhỉ. Đấy, lên nhà này mà để mưa xuống là nó sẽ bị nhão hết cả đất, nên là nó sẽ không thi công được. Nên là các anh thợ là phải triển khai sớm để khả năng là trong chiều nay là sẽ xong mái rồi. Còn tường thì là chát. Tường là đang chát chỗ bếp. Đấy. Cháu Giao là đang xách vữa, phụ vữa cho các anh thợ chát. Tường này là nhiều xi đấy, nhìn màu đen kít rồi. Hơi bị rắn đấy anh nhỉ. Đấy, nhiều xi đấy. Đấy, đồng chí ông bố vừa rảnh được độ 5 phút vữa mà lại lên nhà nghỉ tiếp. ngày làm có khi không được 3 tiếng. Đấy, cào được mấy mảng vữa xong lại lên nhà nghỉ tiếp. Thực ra là nguyên nhân chính mà dẫn đến việc
bố của em cô lên nhà sớm là bởi vì bởi vì nhân vật này nhân vật này là từ sáng ra là nằm ở đây để chờ hóa kiếp đấy. À, đang làm việc ạ, à, nhìn thấy con này là mồm là thấy thấy mùi thơm. Ông ấy bảo là thơm thế, hóa ra là ông gửi con gà này có mùi thơm đấy. Đã chuẩn bị lên nhà là đun nước rồi thì ấy rồi đấy, đánh vữa thì rất là chậm nhưng mà ngửi thấy mùi gà phát là cào được ba xô vữa là chạy lên nhà đun nước rồi chuẩn bị xoong lồi là chắc là rượu có sẵn đấy. À đấy, tí lại phải đi mua à? À, nhưng mà không cho có được không? Không cho thì lại bắt con gái đi mua. Em bảo vì sao mà cháu đón cháu Ly xuống Hà Nội ông ấy đòi tiền rồi thì ông ấy không nghe là bởi vì có mỗi cái đứa để sai vặt đi mua rượu mà. Em bảo cháu giao đi mua thì giao nó không đi, rồi giao nó lớn rồi không dọa được nó, còn cháu Ly thì ít tuổi không đi là đánh nó sợ nên là phải dọa được nó, nên là đâm ra bảo Ly xuống Hà Nội học là nhất quyết là không nghe là vì thế đấy. Người ta yêu vợ thương con là muốn con mình tốt đẹp học hành tử tế, đây là muốn giữ lại con để sai vặt đi mua rượu. Đấy, cái mái tôn kia là còn định lấy mái tôn để mang lên nhà kia để lắp mọi người ạ. Đấy, mái tôn của con gái còn định lấy. Bố trần đời thấy cái ông bố như vậy. Bây giờ cháu sẽ lên trên nhà, vừa Ly đi khai giảng về thì cháu lên cháu nói chuyện xem là tinh thần Ly như thế nào. Đấy, chào bà con nhé, cháu lên nhà gặp Ly một chút đây.